Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Thành Review. Video ngày hôm nay là một cái video mà mình giới thiệu về sản phẩm và hai cái này. Thì nói chung là đây là hai dòng camera mà mình thường hay ráp cho khách. Thường mà khách ráp những dòng này sẽ là khách tầm trung, không phải là khách khá là nhiều tiền cao cấp. Tại vì nếu mà khách cao cấp thì ráp thì mình sẽ ráp cái dòng KB One, những cái dòng cao cấp hơn như KB Vision. Thì cái dòng đó nó mắc tiền hơn vì nó mang thương hiệu Mỹ. Hai dòng này là hai dòng gì? Hai dòng này là hai dòng con camera của hãng Trung Quốc, nhưng cái độ bền của nó rất là lâu ha. Dòng này thì mình đã kiểm nghiệm thực hành ở nhà thì nó đã tồn tại gần được một năm rồi, không bị hư hỏng gì, xài vẫn ok và vẫn mạnh. Và bạn của mình ráp cái dòng này là nhà nó thì đã gần được 3 năm, một thời gian khá là dài. Còn cái dòng này thì cái dòng này thì mình đã thử nghiệm thì cũng được gần 6 tháng, mình thấy khá là ok, đỉnh. Vậy thì video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ so sánh về hai dòng này, dòng camera nào là bạn nên gắn, UC hay là Show Home, được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay. Nếu như mà bạn có một khoản tiền nho nhỏ, tầm đâu đó là triệu mấy, để bạn có thể thi công, không phải suy nghĩ lắp đặt dây nhựa lằng ngoằng, để hết cho đội thi công bên mình lắp, thì dòng này với dòng này sẽ chênh lệch nhau ha. Dòng này nó không có xoay được, nhưng nếu mà dòng này xoay được với dòng này mà xoay được ấy, và so với dòng này thì dòng này mắc hơn dòng này 200, hay nói cách là sơ home lúc nào cũng mắc hơn cái dòng UC 200 ngàn. Vậy thì cái sự chênh lệch nhau 200 ngàn đó thì chúng ta đổi lại được cái điều gì? Cái phần mềm của hàng Show Home này á, nó nhanh hơn, nó nhạy bén hơn, vào nó mượt hơn dòng của hàng UC này rất nhiều. Ngoài ra thì các bạn còn có cả cái phần mềm nó được thông minh, nó có nhật ký, nó báo người vào người ra. Phần thiết kế của nó cũng đẹp hơn rất là nhiều nữa. Về phần UC này, bạn có thể thấy không, nó chỉ nhỏ gọn như thế này thôi. Con này thì to, hai con này bằng giá nha các bạn, hai con này bằng giá. Rồi, mình đang so sánh về giá nha, hai con này bằng giá, nhỏ gọn như thế này. Nhưng các bạn thấy không, nó không xoay được, công năng cũng ít đi, nó cũng không có đèn nữa. Nhưng mà dòng này thì sao? Dòng này thì khác ha. Dòng này bằng giá dòng này, mình đang so sánh về giá nhé. Dòng này bằng giá dòng này, nhưng mà cái con này á, thì nó quay tới quay lui được này, nó bật đèn được này, rồi nó dí theo người này, vân vân các thứ. Ý của mình ở đây là gì? Nếu như mà cùng một giá tiền ấy, thì cái công năng của con này nhiều hơn công năng của con này, nhưng về phần mềm thì hàng này nó lại đỉnh hơn này. Có nghĩa là sao? Nếu như mà chúng ta so sánh về phần cứng á, thì ông này hơn ông này rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta so sánh về phần mềm á, thì ông này hơn thằng này. Cho nên đây là một cái sự lựa chọn của quý khách. Mình cũng đã tư vấn rất là nhiều. Thì có nhiều khi quý khách người ta chọn dòng này hơn, tại vì nó khả năng xoay tới xoay lui này nọ, thì người ta sẽ chọn dòng này, chứ người ta sẽ không chọn dòng này. Đây là cái sự gọi là sở thích của quý khách. Vậy thì con này mà xoay được thì nó sẽ mắc hơn con này khoảng tầm 200-300. Bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ đảm được phần cứng. Nhưng mà nếu mà so sánh như thế thì nó không công bằng, không feel. Chúng ta phải so sánh về giá, ví dụ con này đi là giá bao nhiêu, con này giá bao nhiêu, chúng ta so sánh thì đối chọi với nhau được, thì chúng ta mới mang ra. Thì hai con này là gần như là bằng giá nhau, đứng xếp bên nhau là các bạn thấy. Thì cái con của hàng Show Home không quay được ha, bà chỉ có thể quay bằng tay thôi. Nhưng mà phần mềm của nó ổn định, nhanh hơn, good hơn, âm thanh to hơn. Nhưng con này thì lại xoay được, tracking mặt được, bám người được, cơ năng thì nhiều hơn ha. Nhưng mà phần mềm á, đôi khi giật giật lát lát tí, nhiều khi vào lại không coi được, phải đợi mãi nó ổn định thì coi được. Đó, cho nên đây là một cái gọi là tùy theo quý khách. Còn cá nhân mình á, bên điện thông minh á, bên Thành Review, thì mình rất là thích gắn dòng này, tại vì nó khá là nhanh các bạn. Bấm cái nó vào luôn, và nó cũng ok nữa, xài cũng sướng. Đấy, thì mình thích gắn dòng này hơn. Vậy thôi. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn hai con camera này như thế nào? Mình có một cái video để cho các bạn xem về cái độ nhanh của hai dòng này. Thì các bạn có thể vào xem thoải mái ha. Xem là các bạn ưng ý loại nào các bạn sử dụng. Về phần mềm thì hàng này sẽ thông minh hơn nhiều hơn, có thể khoan được vùng cảnh báo này nọ, nhìn hình ảnh nét hơn. Còn dòng này thì cơ năng nhiều hơn, xoay tới xoay lui này nọ. Hai dòng này là bên mình thi công lắp đặt dây nhựa lằng ngoằng tất cả. Vậy thôi, video tới đây của chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hay, dưới cái việc mà bài đánh giá của hai con camera này, hãy để lại nút subscribe, nút like, và hãy đón nhận video sắp tới của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.